Xin được chuyển sang một số thông tin thị trường đáng chú ý. Thưa quý vị, chỉ còn khoảng một tháng nữa thôi là đến Tết Trung Thu. Nhưng mà trên các sàn thương mại điện tử, hiện bánh Trung Thu đã được chào mời khá sớm với mức giảm lên đến 50%. Và với mức giảm này thì so với các cửa hàng truyền thống, giá bán online đang khá là cạnh tranh. Tính từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 27 tháng 8 dương lịch, thì bánh Trung Thu và bánh nguyên liệu làm bánh Trung Thu đã mang về cho các sàn thương mại điện tử vào khoảng 10,54 tỷ đồng. Theo đó, không chỉ các hãng bánh ở trong nước chạy khuyến mãi, mà các sản phẩm có nguồn gốc của nước ngoài như là Hồng Kông, Trung Quốc với dòng bánh trứng chảy cũng được chạy đua khuyến mãi lên đến 50%. Theo các chuyên gia, thì việc kinh doanh bánh Trung Thu online giúp người mua thuận tiện hơn trong quá trình mua sắm và hưởng lợi từ những chương trình khuyến mại. Còn người bán hàng thì tăng doanh thu và tệp khách hàng. Tuy nhiên, phải lưu ý rằng hình thức này vẫn mang lại nhiều rủi ro về vấn đề an toàn thực phẩm, nhất là những thương hiệu nhà làm, handmade và các loại bánh nhập khẩu không rõ nguồn gốc. Hiệp hội Lương thực Việt Nam đánh giá sau lệnh cấm xuất khẩu của các nước, giá gạo trong nước tăng nhanh làm ảnh hưởng từ nông dân, thương lái đến các doanh nghiệp xuất khẩu. Lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ và một số nước đã đẩy giá gạo tăng mạnh so với thời điểm trước và tác động lớn đến thị trường thương mại gạo thế giới. Tại một số địa phương ghi nhận tình trạng thương lái đua nhau thu gom lúa đẩy giá tăng lên từng ngày. Theo dõi diễn biến giá gạo thì VFA nhận thấy là sản phẩm này đang tăng quá nhanh, dẫn đến chuỗi cung ứng bị đứt gãy từ nông dân, thương lái, chủ nhà máy xay sát, chế biến và doanh nghiệp xuất nhập khẩu gạo. Nguyên nhân chủ yếu do tâm lý chờ giá tăng khiến hợp đồng liên kết bị phá vỡ. Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu gặp nhiều khó khăn trong việc huy động nguồn hàng để thực hiện các hợp đồng đã ký kết. Và trước thực trạng trên, thì Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA kiến nghị Chính phủ bổ sung quy định cụ thể về cơ chế báo cáo, phân công một cơ quan quản lý về tình hình ký kết, thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo và hàng tồn kho của các thương nhân có đủ điều kiện kinh doanh theo Nghị định số 107. Bên cạnh đó, thì Chính phủ cũng bổ sung cơ chế quy định giá sản xuất khẩu gạo nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất cho nông dân, đồng thời đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các thương nhân xuất khẩu gạo. Giá vàng miếng hiện duy trì ở mức là trên 68 triệu đồng ở chiều bán và vàng nhẫn cũng đã vượt 57 triệu đồng ở chiều bán. So với cách đây một tháng thì mỗi lượng vàng đã tăng cả triệu đồng. Hiện giá vàng miếng SJC được các cửa hàng lớn tại Hà Nội niêm yết ở mức là 67,65 đến 68,25 triệu đồng một lượng mua và bán, tăng 50.000 đồng so với mỗi chiều ở thời điểm đóng cửa phiên cũ. Chênh lệch giữa hai chiều mua và bán được duy trì ở mức là 600.000 đồng. Giá vàng nhẫn hiện được niêm yết ở mức là 56,3 đến 57,25 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra, chênh lệch hai chiều là 950.000 đồng. So với cách đây một tháng thì giá mỗi lượng vàng nhẫn đã tăng cả triệu đồng. Còn so với phiên liền trước thì giá vàng nhẫn cũng có thêm 200.000 đồng. Như vậy mỗi lượng vàng miếng đang đắt hơn vàng nhẫn là hơn 10 triệu đồng. Là đầu tàu kinh tế cả nước thì Thành phố Hồ Chí Minh luôn là địa phương nằm trong top thu hút đầu tư FDI nhiều nhất. Và dòng vốn FDI cũng chính là một trong những động lực quan trọng để kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng đột phá ở một số giai đoạn. Và trong bối cảnh nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, dòng vốn FDI những năm vừa qua đổ vào thành phố có phần sụt giảm cả về số lượng và giá trị đầu tư. Tuy nhiên thì chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đang kỳ vọng có thể thu hút được những dòng vốn FDI lớn trong thời gian tới nhờ những cơ chế đặc thù mà thành phố được trao từ nghị quyết số 98. Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là thành công nhất trong các khu công nghệ cao quốc gia trong thu hút dòng vốn FDI. Từ dòng vốn đầu tiên 600 triệu đô la Mỹ của Intel vào năm 2006 đến nay, nơi đây đã thu hút 51 dự án FDI với tổng số vốn đầu tư hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Riêng Intel đã đầu tư hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ, gấp gần 3 lần sau 17 năm đầu tư vào Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2006, Intel chọn Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến và đặt nhà máy lắp ráp và kiểm định chip lớn nhất trong mạng lưới của Intel vì nhiều lý do. Thứ nhất là tầm nhìn xa và sự chào đón của chính quyền thành phố với ngành công nghệ cao. Bên cạnh đó, thành phố có nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng tốt, chính sách một cửa tại khu công nghệ cao và vị trí chiến lược của Thành phố Hồ Chí Minh trong chuỗi cung ứng toàn khu vực. Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã là nơi tập trung của hơn 10 tập đoàn công nghệ cao hàng đầu thế giới. Sự có mặt của các nhà đầu tư lớn đã kéo theo nhiều doanh nghiệp FDI khác đến đầu tư. Tuy nhiên, từ năm 2020, đà thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài của thành phố đang chững lại và có dấu hiệu sụt giảm. Không chỉ do bối cảnh kinh tế thế giới khó khăn mà những điểm nghẽn về cơ chế quản lý và hạ tầng giao thông cũng đã khiến Thành phố Hồ Chí Minh mất sự cạnh tranh trong thu hút đầu tư. Tuy nhiên, cả hai điểm nghẽn này được kỳ vọng sẽ được tháo gỡ từ Nghị quyết 98, Nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù cho riêng Thành phố Hồ Chí Minh.
Cái khoản trong đầu tư thì chúng ta được phép làm nới cái room này ra, theo năm. Và chúng ta có những công cụ là chúng ta được vay nợ thành trái phiếu xanh, phát triển thành trái phiếu. Chúng ta có một công cụ rất quan trọng là Tổng Công ty Tài chính Vốn Thành phố HFIT. Trong đó thì chúng ta được phép sử dụng các cái nguồn để tăng cái nguồn vốn này lên và sử dụng HFIT như một cái quỹ đầu tư của địa phương để có thể funding, có thể tài trợ các cái dự án của thành phố. Ta đã biết là trung hạn vừa qua thì những nhu cầu của chúng ta rất là nhiều. Tuy nhiên thì cái khả năng chúng ta ứng trong khi với lại chỉ đạo cái con số của Thủ tướng giao thì chúng ta chỉ có 142.000 tỷ thì chỉ đáp ứng 21% nhu cầu đầu tư công. Thì với sự hướng dẫn vừa qua trong cái quá trình thành lập nghị quyết thì Hội đồng nhân dân thành phố đã tham mưu và trình Hội đồng nhân thông qua và bổ sung thêm cho thành phố được thêm trong trung hạn lần này là hơn 99.000 tỷ. Được bổ sung thêm nguồn vốn cho kế hoạch đầu tư công trong giai đoạn 2021-2025, Thành phố Hồ Chí Minh có thêm nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, từ đó giảm chi phí logistics cho các doanh nghiệp, tăng sự cạnh tranh trong thu hút đầu tư. Bên cạnh đó, cơ chế mở trong nghị quyết 98 cũng được đánh giá sẽ tạo thêm nguồn lực để thành phố thu hút được các dòng vốn FDI lớn trong thời gian tới. Ngoài hơn 40 chính sách của chúng ta trong 98 thì trong đấy Quốc hội cũng có một cái điều khoản là trong cái quá trình mà chúng ta triển khai trường hợp mà cần cái ưu đãi đặc biệt cho nhà đầu tư chiến lược hay cần huy động các cái nguồn lực để đầu tư phát triển cái hạ tầng thì thành phố phối hợp với chính phủ báo cáo cơ quan có thẩm quyền và báo cáo Quốc hội xem xét quyết định. Đây là quy định rất là mở và để cho chúng ta có những cái xử lý những trường hợp, ví dụ chúng ta thu hút một cái tập đoàn rất là lớn. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn nằm trong top đầu thu hút vốn FDI cả nước các năm qua, nhưng các dự án tỷ đô la Mỹ có xu hướng chọn những địa phương khác. Giai đoạn 2017-2021, các dự án lớn nhất hàng năm thường phân bổ ở Thái Nguyên, Bắc Ninh, Nam Định, Hải Phòng, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương hoặc vài tỉnh miền Tây Nam Bộ. Trong suốt giai đoạn này, chỉ 2019 là Thành phố Hồ Chí Minh có 2 dự án trong top 5, nhưng giá trị rót vốn cũng chỉ 650 triệu. Chính vì vậy, khi nghị quyết 98 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng đưa nghị quyết này vào cuộc sống với mục tiêu đưa thành phố trở lại quỹ đạo phát triển với tư cách là đầu tàu kinh tế của cả nước, cả về tăng trưởng kinh tế và thu hút đầu tư FDI. Vào mùa cao điểm du lịch, thành phố Đà Nẵng liên tiếp phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản của người dân và du khách khi tham quan, tắm biển, vui chơi giải trí tại các bãi biển du lịch của Đà Nẵng. Do đó, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và du khách cần nâng cao cảnh giác để cất giữ tài sản, tránh chủ quan lơ là, tạo điều kiện cho kẻ gian ra tay trộm cắp. Ngoài biển báo quý khách tự bảo quản tài sản cá nhân đề phòng mất cắp, thì những thông báo lưu động được Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà phát đi hàng ngày như thế này để cảnh báo du khách về những vụ trộm cắp tài sản liên tiếp xảy ra gần đây. Dù tích cực khuyến cáo nhưng những hình ảnh người dân, du khách lơ là bỏ lại đồ dùng, tài sản trên bãi biển khi đi tắm vẫn thường xuyên xảy ra. Chỉ khi được nhắc nhở mạnh thì họ mới vội vàng kiểm tra lại tư trang. Tại vì mình chưa mất bao giờ cả nên mình cũng không nghĩ đến điều đó. Vì mình nghĩ là ở Đà Nẵng tình hình an ninh vẫn ok. Chính tâm lý chủ quan của người dân và du khách khi đi chơi, tắm biển, thường để lại tư trang trên bãi cát mà không có người trông giữ, đã tạo điều kiện cho kẻ gian quan sát, lợi dụng sơ hở, thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Các đối tượng thường lợi dụng thời điểm sau 18 giờ, lúc trời gần tối để ra tay. Cái việc khó khăn nhất là nói chung là cái người dân, nhiều người họ du khách còn thờ ơ, rồi là mình tuyên truyền nhắc nhở mà nói chung là họ cũng không ý thức lắm việc nói chung là bảo quản cái tài sản của mình, có người chống đối lại. Mùa cao điểm du lịch cũng là thời điểm lý tưởng cho kẻ gian thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp. Mới nhất ngày 28 tháng 8 vừa qua, đội trật tự của Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà đã bắt quả tang 2 đối tượng trộm cắp điện thoại, tiền của du khách. Ban Quản lý khuyến cáo người dân, du khách không để tài sản có giá trị trong cốp xe hoặc dưới bãi cát, cần gửi tư trang vào các quầy dịch vụ giữ đồ. Để mà cái việc mà mắc cắp nó diễn ra thường xuyên mà lặp lại nhiều lần hơn thì nó sẽ rất ảnh hưởng đến cái môi trường văn minh, an toàn, thân thiện của bãi tắm Đà Nẵng. Cho nên chúng tôi cũng đang rất là chú tâm, đặc biệt quan tâm và đang phối hợp với các ngành chức năng để mà xử lý cho triệt để vấn nạn này trên bờ biển.
Dịp lễ mùng 2 tháng 9 sắp tới, dự báo Đà Nẵng đón lượng lớn khách du lịch. Do đó, để đảm bảo an toàn cho du khách vui chơi tắm biển, đồng thời giữ hình ảnh bãi biển Đà Nẵng văn minh, thân thiện, các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự tại các bãi biển du lịch được tăng cường đẩy mạnh. Thời gian vừa qua, người dân tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội vô cùng bức xúc vì việc thi công xây dựng đường hành lang chân đê và chỉnh trang mái đê tuyến đê hữu đuống đoạn qua địa bàn của phường, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của các hộ dân tại đây. Một công trình trọng điểm thi công chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận Long Biên với tổng số vốn đầu tư là hơn 300 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách của nhà nước. Nhưng thiết kế ban đầu lại không có phương án xử lý chất thải và trong quá trình thi công lại gây mất an toàn và ô nhiễm môi trường. Phản ánh của phóng viên VTC14. Tại dự án thi công xây dựng đường hành lang chân đê và chỉnh trang mái đê, tuyến đê hữu đuống, đoạn qua phường Phúc Lợi. Trong khi máy móc đang hoạt động, những nhà thầu thi công không có biện pháp đảm bảo an toàn trong thi công như rào chắn, biển tên dự án, mà chỉ có một tấm biển nhỏ lẫn trong đống đất đá thải như thế này. Những hộ gia đình sống ngay cạnh công trường như hộ gia đình chị Nguyễn Thị Thùy ở phường Phúc Lợi là những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Mấy tháng nay, cửa hàng của chị không thể buôn bán vì tuyến đường này không ai có thể đi qua. Ảnh hưởng rất là nhiều ấy chứ. Như bọn em bên kinh doanh ngày này thì mỗi lần mưa như thế là cái chỗ này nó ngập rất là nhiều, xong rồi thời gian nó thoát lại lâu. Mỗi lần như thế thì bọn em nào đâu có bán được hàng đâu. Tất cả các ấy đều ngừng chạy hết, mà trong khi đó bọn em đã phụ thuộc rất là nhiều vào cái vấn đề đấy. Khi mà mình không làm kinh doanh mà lại không bán được hàng thì lúc đấy là ảnh hưởng rồi. Bên cạnh đó, đất đá, vôi vữa, bùn thải lẫn rác thải, dự án bỏ tấp đầy hai bên đường và trước mặt nhà dân, làm cản trở việc đi lại, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi đi lại trên đường, gây ngập úng và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Thi công từ năm ngoái nhưng mà là cũng chậm trễ, cũng gây ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn chị là đi lại nó khó khăn và mưa là ngập bùn lầy rất là nhiều. Đấy, bùn có khi đến hàng mấy gần nửa mét ấy, bùn đất xong rồi phải kêu gọi thì bắt đầu nhà bên thi công ấy người ta mới đến người ta dọn cho để lấy lối đi. Đấy rất là khổ. Trước những bức xúc của người dân, Ủy ban Nhân dân phường Phúc Lợi đã gửi công văn yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Long Biên tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo các nhà thầu thi công thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường để đảm bảo cuộc sống cho người dân. Nhất là đối với đơn vị thi công thì chúng tôi cũng thường xuyên trực tiếp phản ánh lại, thông tin lại các cái nội dung mà cư dân, đặc biệt là những cái điểm, những cái vị trí cụ thể, bởi vì báo cáo cả chị là đây nó làm toàn tuyến thì có những cái điểm nào mà bức xúc thì chúng tôi cho xử lý ngay. Thế còn lại là còn có những cái vấn đề mà nó liên quan đến biện pháp thi công thì chúng tôi cũng đôn đốc giám sát đơn vị thi công để đảm bảo cái việc mà tổ chức thực hiện đúng với cả kỹ thuật cũng như là phương án thiết kế. Không chỉ liên quan đến vấn đề thi công, chất lượng công trình hệ thống thoát nước từ mái đê cũng là vấn đề khiến người dân bức xúc. Xây tường ở trên kia là trộn nhiều, hơi nhiều cát một ít. Hôm vừa rồi là mưa nó lún nó đổ luôn, là gạch điện gạch cát điện cát. Trước những vấn đề mà người dân phản ánh, câu trả lời thuộc về Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Long Biên và cần có câu trả lời rõ ràng để công trình chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận Long Biên trị giá hơn 300 tỷ đồng, hoàn thành đúng tiến độ vào tháng 10 năm 2023, đạt chất lượng, không gây ảnh hưởng đến sự an toàn cũng như cuộc sống của người dân. Nội dung đáng chú ý vừa rồi đã khép lại bản tin Dòng chảy cuộc sống ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trong 4 địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI, mới mẻ nhất là Bắc Giang. Ngoài những lợi thế khách quan như cơ sở hạ tầng, nhân lực, thì cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả thu hút FDI là điểm nhấn đáng chú ý. Nội dung được đề cập trong Dòng chảy cuộc sống ngày mai.